Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và hiện giờ thì mình không còn làm quỷ thiên thần nữa, bởi vì trên người mình đã có trái tim của quỷ Katana. Đây là một tên quỷ mà mình đánh giá là khá là mạnh nha. Vì lúc đầu hắn có thể bán hành cho mình trong khi mà mình full giáp và rất là nhiều trái tim luôn. Thế nên là mình cũng muốn thử trải nghiệm cái sức mạnh của một tên quỷ Katana xem coi như thế nào. Nghe có vẻ hợp lý đó. Được, bây giờ thì mình sẽ ăn liền cái trái tim của tên quỷ Katana này thôi. Bùm. Úi. Ngoài ra khi mình trở thành quỷ Katana thì mình còn có một bộ giáp riêng nữa à. Oh. Để coi bộ giáp này nó có đẹp hơn bộ giáp của mình hay không nha. Oh, khá là đặc biệt nè. Trông cũng khá là đẹp á. Tuy nhiên thì giáp không có nhiều bằng cái bộ giáp mà mình đang sở hữu. Nhưng mà không sao, bù lại thì mình sẽ có sức mạnh của quỷ Katana. Ê, gần đây có tên quỷ dơi và bạn gái của hắn ở đó luôn. À, hợp lý. Đây là cơ hội lý tưởng để mình test sức mạnh biến hình. Sau khi biến hình thì bây giờ mình đã có một cái diện mạo hoàn toàn khác rồi. Trên tay mình là Katana và trên đầu mình cũng có Katana luôn. Wow, chất thiệt sự. Rồi rồi, tới củ kiệu thôi. À, quỷ đĩa à. Con ngon bước vô đây, bước vô đây. Con ngon ngươi bước vô. À, ngươi không bước vô. Ngươi không bước vô thì tao bước vô với ngươi. Bèm đó. Ui. Nhưng mà hình như cái sát thương cận chiến chưa thực sự tốt lắm nha. Ủa, vào đây rồi. Mảnh đạn cuối cùng. Tuyệt của mèo. Ủa, cái nhà của tên quỷ dơi sao bị cháy vậy? Ê, cái này mình không biết gì đâu nha. Mình không có chịu trách nhiệm trong cái vụ cháy này đâu á. Ngoài khả năng chém thường ra thì quỷ Katana còn có một cái loại tấn công đặc biệt nữa. Ôi trời. Con kia mới bắn hạ đồng đội của nó rồi. Đó chính là kỹ năng lướt. Ui. Nhưng mà kỹ năng lướt này khá là khó trúng nha. Mình phải làm quen từ từ mới được. Đây, đại khái nó làm như vậy. Mình lướt tới phía trước và mình chém cực mạnh luôn. Kiểu kiểu vậy á. Đó. Tiếp tục lướt nè. Đấy. Sơ bộ là như vậy ha. Ồ, nhưng mà có điều. Mình thấy sát thương cận chiến từ quỷ Katana không vượt trội cho lắm nha. Hôm bữa hắn đánh mình là mạnh lắm. Nhưng mà bữa nay mình cũng làm quỷ Katana đấy. Nhưng mà nó lạ lắm. Mình khó lòng mà one shot được một vài con quái ấy. Ui. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Hình như mình mạnh hơn rồi. Bây giờ mình có thể one shot được rồi nè. Từ từ mình mới mạnh nha. Đây rồi. Phải vậy chứ. Tới củ kẹo cái tên quỷ dơi trên này rồi. Nhà hắn bị cháy rồi, nhìn tội nghiệp chưa. Không làm gì mà nhà cũng bị cháy nữa. Đen thôi, đỏ là red rồi cưng. Xử hắn thôi. Và mất cỡ 3 nhát chém từ quỷ Katana để mình có thể hạ được hắn. Và hắn có rơi ra thêm mảnh đạn cho mình không? Hình như là không á. Ủa, hắn có không có rơi thêm mảnh đạn cho mình rồi. Nhưng mà không sao, mảnh đạn từ tên quỷ đĩa bên ngoài đã khá là đủ rồi. Đủ chi tiêu cho mình rồi đó. Không ngờ bữa nay mình lại hên như vậy luôn. Mới khởi đầu chuyến đi săn mảnh đạn thôi mà mình đã tìm ra được luôn rồi. Nhưng mà cái vùng này còn khá là rộng nè, nên chắc là mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá thêm luôn. Wow wow. Đằng kia là một cái tòa lâu đài vậy. Nhìn bự phết luôn á. Đi lại gần nó còn hiện thanh máu của quỷ cưa nữa. What the heck? Really? Thì ra đây là nơi mà quỷ cưa ẩn náu. Wow. Một khoan nha, bên ngoài khá là nhiều quái, mình phải hạ bọn chúng trước rồi đó. Để không thôi bọn chúng sẽ theo mình vào bên trong. Lúc đó thì còn mệt hơn nữa. Rồi, bây giờ thì tranh thủ sử gọn bọn chúng thôi. Nhát chém tầm gần của mình mạnh ghê á. Hạ cái đống con nhện trong một nốt nhạc luôn. Ok. Xong rồi, an tâm hơn được một phần rồi đó. Giờ thì có thể đi vào bên trong và tìm quỷ cưa thôi. Đây là quỷ cưa kiểu như phiên bản khác nha, chứ không phải là Bochita dễ thương của mình đâu. No 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 no. Quỷ cưa này là quỷ cưa hung dữ đó. Mình phải thật là cẩn thận, ăn uống đầy đủ với cả là móc sẵn táo ra. Một xíu mà khó khăn quá là mình nóc vào một trái táo để có thêm sức mạnh lên. Ôi, mình nghe tiếng máy cưa rồi đó. Mình nghe tiếng máy cưa ẹn 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 ở đâu trong này rồi nè. Ủa, có spawner ở cái bên luôn nè. Đập lẹ cái đó.
Công trình này nhiều spawner lắm. Có rương chứa đồ nữa. Ồ, nguy hiểm. Tiếp tục đi tiếp nào, spawner nè. Đập liền cái. Quá trời quá đất. Quỷ cưa đâu ta? Nếu mà cái chỗ này rộng như vậy thì nhiều khả năng là tên quỷ cưa sẽ xuất hiện ở cái chỗ trung tâm á. Nên là bây giờ mình sẽ cần tìm lối vào cái khu vực trung tâm trước. Ê, nó có mấy cái cạm bẫy nha, nên cẩn thận. Mà con nào vô văn quá thiệt chứ, nghĩ sao người ta đang đẹp trai như vậy nè, bắn một phát một giữa đầu, một phát một giữa mặt. Trời đất ơi, con xương nào vô duyên dữ không biết nữa. Cái này nó giống một cái mê cung thật sự luôn á. Mình đi sờ quần nãy giờ vẫn chưa mò được đường vô trong nữa nè. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Ô, trời. Zombie mặc quân giáp kim cương. Ăn vậy. Oh my god. Nó còn biết bọn mình nữa. Xử nó. Này thì mặc quân giáp kim cương nè. Wow, nó trâu giả mang luôn. Trời ơi, mới con zombie thôi mà mình còn quýnh không xong. Một hồi gặp Chainsaw Man. À nhầm, gặp quỷ cưa chứ. Rồi mình không biết có làm lợi hay không nữa nè. Tự nhiên bị rén ngang á ta. Không sao, phải lấy lại sự tự tin mới được. Mình có táo vàng mà, sợ gì. Đâu là con sườn nó đứng trong đó nó đợi mình sẵn vậy. Ê. Hiệu ứng của quỷ cưa. Như vậy thì quỷ cưa gọn mình lắm rồi. Oh my god, ăn trái táo vô trước. Lấy ưu thế trước. Ok, quỷ cưa đây rồi. Ây da. Chẳng lẽ bây giờ mình... Đây rồi, còn máu với quỷ cưa thôi. Wow. Quỷ cưa đánh hơi bị thốn nha. Oh my god thiệt. Góc hẹp quá. Wow, quỷ cưa cao to, vạm vỡ lắm. Cái lối này hơi khó đánh. Rồi, quỷ cưa bắn dây xích vô mình nữa coi. Mình cũng sẽ đi vài đường katana. Tiếc quá, bữa nay phải mình ăn trái tim của Bochita là ngon luôn á. Là trận chiến giữa hai quỷ cưa. Quỷ cưa đang lướt, khá là ghê luôn. Để mình đi ăn vô trái táo trước cái đã. Không ổn thế nào. Ui, mình còn mắc kẹt. Mắc kẹt vô cái tơ nhỏ nữa. Oh no. Rồi, mình mất ưu thế rồi. Trời, quỷ cưa đẩy mình vô góc. Khó vậy. Không có thấy đường thấy sáng gì hết. Rồi, mình gần hạ được quỷ cưa rồi. Chốc lát nữa thôi. Một hit cuối cùng. Oh my god thiệt. Mình hạ được quỷ cưa rồi. Mém nữa thì toang. Ui mà phải công nhận là quỷ cưa trông ngầu thiệt ha. Cũng may là mình có sức mạnh từ quỷ katana. Nên là mình cũng khá là kiểu như có một chút ưu thế trong cái khả năng chiến đấu tầm gần. Ở đây có một cái rương nhưng mà mình cần phải đập thêm 4 cái spawner nữa thì mới có thể mở được. Khó khăn vậy. 1, 2. Còn 2 cái nữa. Mấy con này dám cản đường mình hả? Đi chỗ khác nha, chỗ người ta đang kiếm spawner nha. Đây là cái gì nữa đây? Ồ, cái này nó hiện cái cục thịt zombie vô. Cái cục này công dụng là gì ta? Mình thấy nó có hiện mấy cục zombie, cục thịt zombie ở bên ngoài nè. À, là mình sẽ cho thịt zombie vô trong. Ra là vậy. Để mình đi thử. Để mình thử mình đi săn zombie mình cho vô trong coi. Lớn ngớ nó lại cho mình đồ VIP á. Hồi nãy mình thấy là nó yêu cầu cỡ 3 miếng thịt hay sao á. Con này bài đặt ngựa nhảy xuống tấm nhung nham giống mình hồi nãy. Rồi, trở lại đây dục thịt zombie vào thôi. Hình như là mình phải lắp đầy nguyên cái chỗ này bằng thịt zombie á. Thì nó mới kiểu như cho mình đồ hay sao á. Hồi nãy thì trong chỗ trung tâm thì còn một cái rương nữa. Nó yêu cầu phải đập hết spawner nhưng mà mình vẫn chưa tìm được 2 cái spawner cuối cùng nè. Nó giấu ở đâu ấy nhờ. Lại thêm một con zombie baby mà nó mặc full giáp kim cương nữa nè. Thiệt luôn, đánh mấy con này đúng lâu luôn á. À đây rồi, thêm một cái spawner nữa. Vậy là còn một cái nữa thôi. Ở đây. Nó đây luôn.
Cuối cùng thì mình cũng xong cái nhiệm vụ là đập đủ spawner để mở cái rương trung tâm rồi. Ồ, bên đây thì lại có một cái chỗ yêu cầu mình cho xương vào. Mình sẽ thử vứt thật là nhiều xương vô trong đó coi coi nó sẽ cho mình gì ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Ui, nó còn nhiều xương lắm. Ồ, mình còn thiếu 3 cái dấu chấm nữa. Này thì xương, đưa xương ra đây. Một tí nữa thôi. Lần này thì hy vọng là sẽ đủ nha. Gì đó. Ồ, khi đủ thì nó sẽ cho mình một cái Sharpened Bone. Một cái khúc xương sắc bén. Nó có công dụng gì không? Đây là cái vật phẩm để cường hóa. Nó để đây là Enchant Material. Wow, cái này là mình ép vô kiếm hả? Trong công thức thì nó không có chỉ mình. Lạ thiệt. Còn về cái thịt zombie thì sao? Để mình qua cái chỗ nhét thịt zombie. Mình nhét thịt zombie vô coi. Đừng nói là nó cũng cho mình cái miếng thịt sắc bén nha. Đây, nó đây. Thịt zombie. Cho vào. Cho hết luôn. Lên đi. Ồ, nó cho mình cái gì? Một cái Starring Flash. Kiểu như một cái miếng thịt zombie lấp lánh hay sao? Coi nó có lấp lánh không? Ừ, cũng lấp lánh đấy. Bỏ qua mấy cái này đi. Mình cần đi tới chỗ trung tâm để mình mở cái rương trước đó. Mình sẽ mở thử cái rương này. Ui, nó là rương 7 nha. Rương này cho nhiều đồ cực. Một cái cúp hiệu suất. Kim cương nè. Xương sắc bén. Vàng. Hết rồi. Nhưng mà lúc mình mở cái này ra thì nó kích hoạt một cái cái đá đỏ gì ở dưới kìa. Như vậy là ở phía dưới này nó còn có công trình. Ồ, chính xác rồi. Đây, nó mở ra một cái đường. Ồ, dưới này có cái spawner nữa. Ồ, cái gì vậy? Xuất hiện quá vật. Từ từ. Biến hình. Mình sẽ xử hết một chút. Bọn quá vật láo nháo. Kiểu như đây là một cái spawner thử thách hay sao á. Chaos spawner kìa. Ơi. Ôi, trong làn khói này có độc nhá. Wow. Cái gì mình đập được mà, đúng không? À, khá là đơn giản, mình chỉ cần đập thôi. Ra là vậy. Việc nhẹ lương cao. Không nhẹ đâu. Xuất hiện quái vật. Mình sẽ hạ hết cái bọn quái vật cản trở này. Đấy. Hạ xong rồi mình có thể đập tiếp cái spawner thôi. Khá là dễ dàng. À, mình sẽ kêu cáo ra cắn con này. Úi. Nó biến mất rồi. Rén rồi chứ gì. Lúc mà mình lại gần nó thì nó sẽ hay tạo ra cái làn khói tím này. Và nó sẽ gây ra rất nhiều sát thương á. Nên là mình phải cẩn thận. Né. Coi chừng. Nó cũng tung trưởng đó nha. Spawner này hơi nguy hiểm luôn. Mình sắp làm được rồi. Sao mà đỡ được. Tan tành. Rồi, và sau khi cái spawner này được đập thì nó mở ra cho mình một cái lối đi. Và một cái công thức gì đó. Theo như công thức này thì mình sẽ cần là một cái kiếm. Ủa, một cái cúp à. Sao ta? Mình cho nguyên vật liệu vô đây hả? Phải không vậy hay là bịp ra? Ôi, chính xác. Mình có thể đặt đồ vô cái khung này là nó sẽ tự lắp vô cái chỗ công thức này luôn. Hay vậy. Giờ thì cần một cây cúp sắt nữa. Cúp sắt thì dễ rồi, mình sẽ lấy gỗ. Rồi sau đó mình chế ra thôi. Ủa sao bây giờ bị lấp đầy nước rồi ta? Lại vậy, mình sẽ cần có một cái bàn chế tạo trước cái đó. Xong rồi mình sẽ đặt nó xuống. Ngay đây, hồi nãy mình có loot được một ít sắt nữa. Ủa, đi chết. Hơi ảo rồi. Hồi nãy gặp sắt không có chịu lượm. May là ở đây nó có sắt sẵn cho mình đó nha. Có sắt rồi thì dễ rồi. Là đây làm ít cây que. Rồi chế thành cây cúp thôi. Ủa kìa đây. Cái con này vô duyên vậy. Có cái bàn chế tạo thôi. Nó cũng đập của mình nữa. Sao mà đỡ được. Cũng là zombie đó nhưng mà nó lạ lắm. Thích đi cà khịa nha. Rồi nhét cái cây cúp này vào. Wow, và sau khi đủ công thức thì nó sẽ chế tạo ra cho mình một cây cúp có tên là Spawner Breaker. Cây này thì mình có thể gây ra hiệu ứng làm chậm cấp độ 3 và đọc Wither cấp độ
4 lần trong vòng 3 giây nha. Xịn vậy. Cái cúp này mà đi khám phá công trình là hết sảy luôn á. Nhưng mà có điều độ bền của nó thì không được nhiều cho lắm nha, tại vì nó làm từ sắt mà, nên chỉ có 200 mấy độ bền thôi. Thế nhưng mà như vậy thì cũng khá là ok rồi. Còn giờ thì mình sẽ tìm cái lối ra cái đó. Cách tốt nhất là đập ra rồi chạy mất thôi, chứ lần mò ra thì lâu lắm. Ui ui ui, nhưng mà cái ổng Tesla của mình nó sắp bị vỡ mất rồi. Mình sẽ cất vào, kẻo nó hư nữa. Đồng thời mình sẽ thay cái giáp netherite mình vô. Sẵn tiện cái bên có con quỷ dơi nè, mình sẽ test cái cúp này thử coi. Coi coi đánh nó có thực sự là gây được độc quy đời hay không nha. Rồi, đục cái này ra. Sau đó lấy cây cúp khèo con quỷ dơi này cái. Có dính không? Ui, con quỷ dơi này không có bị dính đâu. Nếu vậy thì ta sẽ hạ ngươi bằng sức mạnh của quỷ katana. Ồ, và nó cũng rơi ra mảnh đạn cho mình. Wow, vậy là bữa nay trong một chuyến đi săn quỷ thôi, mình có tới tận 2 mảnh đạn luôn. Hên thật sự. Vượt chỉ tiêu mình đề ra rồi, quá là đã. Ồ, hồi nãy lúc chiến đấu với quỷ cưa, mình chưa có dùng kiểu như tới cáo nha. À, hồi nãy mà mình dùng cáo chắc có thể hạ quỷ cưa một cách nhanh hơn á. Cáo mình cũng mạnh quá nè, cắn con boss này cỡ mấy cái, 3 cái hay sao á. Một con boss màu xanh thì cáo sẽ cắn cỡ 3 cái thì sẽ hạ được liền luôn. Quá là dở. Ê, đằng kia là chỗ của tên Katana Man kìa. À, quan gia ngõ hẹp thế nhờ. Bữa nay mình làm Katana Man thì gặp ngay nhà của hắn luôn. Tới công chuyện liền, chứ sao mà bỏ lỡ cái dịp này. Mình với hắn sẽ đấu kiếm. Vô, let's go man. Let's go. Hay vô man. Ô, tên này nè, hiện ta. Hiện nhái. Hello anh bạn. Katana Man số nhỏ thật. Mình đứng cái bên mình đợi hắn biến hình á. Thế quái nào, Ripper nổ hắn banh xác luôn. Trời ơi, nhỏ thế là cùng rồi đó. Khổ thân thanh niên đó thiệt. Ủa, đây có cái lò gì mà nhìn lạ vậy? Wow. Cái lò này giống gà lắm, nhưng mà trên lưng nó có gà con kìa. Ôi, kiểu như mẹ bồng con ấy. Dễ thương cực kỳ luôn. Nè. Wow, thích chưa? Trời, đã nha. Nè, cho thịt nè. Ờ, nhưng mà lò này chắc không ăn thịt đâu. Ừ. Ở đây mình thấy nó có một cái khu mỏ. Có phải không vậy? À, chính xác, nó là một cái khu mỏ đấy. Được, xuống đây mình cài kiếm coi. Lớn á, lại có thêm một ít khoáng sản xịn mang về. Ừ, nhất là cái quặng điện á, mình không có chắc là quặng điện có thể tìm được ở dưới lòng đất hay không, nên là phải thử một phen mới được. Dù sao thì cái ổn của mình nó cũng sắp hư rồi. Gì đây? Bài đặt nha. Vô khu mỏ cái đồ của mình hả vậy? Mấy con này láo tét. Ê, không làm được, đây là quặng điện. Chính xác rồi. Hôm bữa mình có đào nó một vài lần ấy, nên là mình nhớ nó mà. Sao mà đỡ được. Ồ, có 2 quặng thôi à. Hơi ít nhờ. Mình cần nhiều hơn nữa cơ. Ví dụ mà mình có nhiều á, mình sẽ đầu tư hẳn một cái set giáp luôn. Tại vì các bạn thấy rồi đấy, chỉ với một cái ổn thôi mà nó đã cho mình tới tận là 7 giáp rồi. Còn nếu mà mình full một cái set đồ thì... Wow, mình đoán là cái thanh giáp của mình nó sẽ tăng lên đáng kể đó nha. Wow, cơ hội đấy, cơ hội để mình trở nên trâu hơn á. Ôi, ở đây mình thấy còn có căn phòng nữa nè. Ê, phòng nhịn độc. Phòng này nhịn độc lắm á. Ây da, Chucha mà ơi. Dọn lẹ. Được cái thì nó sẽ cho mình ít táo vàng. Thêm một cái chỗ quặng điện tiếp theo. Để coi chỗ lần này sẽ cho mình bao nhiêu quặng đây. Được có 1 quặng à. Thôi kệ. Đó, còn đỡ hơn không? Chứ từ. Có một cái con Ripper mù nó vừa nổ. Chỗ này mình phát hiện ra có thêm 2 quặng điện nữa nè. Ủa, 3 quặng luôn. Tuyệt vời. Đây là 3 quặng điện đầu tiên mà mình đào được. Như vậy thì mình đã có được 8 rồi. Kế hoạch là mình sẽ sửa lại cái ổn với cả là làm thêm một món giáp đi. Mình sẽ thử kiên trì đi thêm một đoạn nữa trong cái hệ thống khu mỏ này.
Mình thấy nó rất là nhiều tiềm năng để mình tìm được quặng điện này luôn á. Để coi coi bữa nay mình sẽ may mắn và tìm được tổng cộng là bao nhiêu quặng điện mang về đây. Phía bên này mình thấy nó có một cái chỗ phun nước nè. Nhìn khá là lạ luôn. À, bên trong nó còn có đồ nữa. Khoan, nó còn có một cái chỗ nhà máy điện nữa chứ. Và chỗ đó thì chắc chắn sẽ cho mình quặng điện ấy. Yay, bữa nay quả thật là một ngày may mắn của mình rồi. Kế bên còn có nhà của tên Katana Man nữa. Hy vọng là lần này cái tên Katana Man đó sẽ không có đoạn mệnh nữa ha. Chứ hồi nãy là hắn hơi bị nhỏ luôn á. Rồi, giờ trước tiên mình sẽ nhảy lên đây để mình lấy quặng điện trước nè. Ui, ok. Trời ơi, còn lắc game nữa chứ. Quặng điện trước mặt mà không lấy được. Come on man. Bây giờ có thêm 4 quặng nữa. Tổng cộng là mình sẽ có được 17 quặng điện rồi. Wow, ở dưới này còn một nữa. 18 luôn. Vậy là mình có thể dư sức để làm được một cái áo với một cái quần luôn rồi. Không biết còn đủ dư để mình làm cái ổn không nữa. Để xíu về nhà tính. Ô, trong này còn có thêm một cái phôi điện luôn à. Ây da, được quá ta. Cái nhà máy điện này mình đánh giá nó 5 sao luôn nha. Mặc dù giờ nó hư mất tiêu rồi. Rồi, tiếp theo là tới anh bạn Katana Man nè. Trời ơi, lần này thì chắc anh bạn này sẽ không có nhỏ giống như hồi nãy đâu. Yasuo chắc chắn là như vậy rồi. Rồi, lên trên và tỉ thí với ảnh một bữa coi. Trận chiến giữa hai Katana Man. Ủa? Ủa, Katana Man đâu rồi? What? Ôi, cái nhà hàng này thì không có Katana Man bên trong rồi. Ây da, tiếc vậy. Mình tính đấu kiếm với ảnh bữa mà không được. Nhưng mà kế đây có chỗ của quỷ bơm nè, cũng được á. Không đấu kiếm thì mình cưa bơm đi. Chiến đấu với quỷ bơm thở bằng sức mạnh của Katana Man ha. Vào việc luôn thôi. Tên quỷ bảo là lúc nào cũng vậy. Khá là căng luôn. Rồi, biến hình thành Katana Man trước. Sau đó thì mình sẽ nhào vô trong cái tâm bảo để đánh hai cái con ác quỷ này. Một đường kiếm thì mình sẽ cấu rỉa được nửa máu của tên quỷ bảo. Wow, cũng ok. Ê, tên quỷ bảo chết luôn rồi. Giờ thì còn mỗi tên quỷ bơm thôi. Chặt quỷ bơm lẹ. Ui, còn đâu ra con Ripper nó nổ mình mù lò nữa. Không có thấy đường hay sao gì hết. Gần ngầm được rồi. Ồ, tính ra quỷ Katana mạnh lắm nha. Trong tí xíu thôi mình đã hạ được quỷ bơm rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải chạy ra khỏi chỗ đó trước rồi đã. Lần trước mình thử một phát nó nổ mình bay về nhà bằng đường hàng không luôn rồi. Rồi, coi số phận mấy con bên kia nè. Đó. Ủa, sao mấy con bên kia nó nổ mà không chết vậy? Ồ, mấy con đó phước lớn mạng lớn vậy ta. Quỷ bơm nổ gần vậy mà không sao hết. Rồi, ở đây có Phantom luôn nè. Mình sẽ farm nó để mình lấy cái màn da về. Có gì mình sửa cái cánh cứng. Rồi bay lượn trên trời đâu các thứ. Máy đây. Một cái màn da. Mình tính đi về đó nhưng mà kiểu kế đây nó còn một tòa tháp gì nữa nè. Bỏ thì ổn. Mình thấy phía trên nó có rương hẳn hoi luôn nha. Nên là thôi, sẵn dịp qua đây tò mò thử một cái. Từ. Ripper này nó định nổ mình nè. Láo tét thiệt. Bữa nay người chọc giận nhầm người rồi đó. Mình sẽ cho nó biết sức mạnh của quỷ Katana là như thế nào. Đừng có giấu mặt nha. Chọc một phát là đi. Rồi, bước vào trong thôi. Ui, nó có spawner các thứ đâu nè. Nhưng mà hồi nãy cái cúp của mình á thì hình như là mình phải đập spawner thì nó mới trở nên mạnh hơn hay sao á. Chứ nãy giờ mình đánh thì mình chẳng thấy nó rơi ra cái hiệu ứng độc quy đời hết. Khá là kỳ lạ luôn. Thôi, tiếp tục nữa nè. Đó, mỗi lần mình đập xong spawner thì nó sẽ cho mình cái hiệu ứng gì á. Mình thấy phải. Ui, và tòa pháp này cho mình rất là nhiều vàng cũng như là táo vàng nha. Cũng ok đấy. Thêm một cái rương nữa nè. Chứa thuốc hồi máu tức thời. Hai lọ luôn. Hai. Cái này thì chắc sẽ hữu dụng trong cái trận chiến cuối cùng với cái tên quỷ súng á. Mình sẽ giữ bên rồi.
Rồi, còn bây giờ thì chắc mò mò đường về nhà là vừa rồi đó. Chuyến đi này mình thấy là bội thu hơn cái chỉ tiêu mà mình đề ra luôn rồi. Quá tuyệt vời. Ui, what? Mình mới đi ngang xong thôi mà gặp nguyên một băng cướp khổng lồ nè. Trời ơi, các ngươi chọc chọc nhầm người rồi đó. Cho các ngươi biết sức mạnh của quỷ Katana là như thế nào. Một mình căng nguyên toán cướp luôn. Thích thì bá vô đây mà nốt. Rén rồi chứ gì. Muộn màng rồi các cưng. Nó đã chọc giận nhầm người rồi. Còn tên nào muốn thử kiếm nữa không? Ăn luôn bánh kem của bọn chúng nè. Nhiều khi bọn chúng lại bắt nhốt Alay hoặc là người sắt á. Thường thường là vậy. Để mình lên trên mình coi coi có ai cần giải cứu không. Mình sẽ giải cứu luôn. Mặc dù mình là quỷ Katana nhưng mà mình bên phe thiện nha, chứ không phải bên phe ác đâu. Có vẻ là cái chỗ cướp này nó không có bắt cóc ai hết. Lần này thì mình lại gặp nhà của cái thanh niên Katana Man tiếp nè. Không biết là hắn có nhà không nữa. Hy vọng là lần này hắn sẽ có nhà. Hắn có nhà thiệt. What's up guy? Đây rồi. Đợi một hồi lâu thì hắn cũng chịu biến hình rồi. Đâu, hắn đâu? đây, hắn đi vài đường kiếm kìa, ghê nha. Úi giời. Căng thẳng đấy, bước xuống đây. Đỏ kiếm nào. Từ từ. Đây là màn đấu kiếm giữa hai thanh niên Katana Man. Vô. Mấy tên khác thì bước ra nha. Zuzu. Ui. Come on, chấp. Vô. Hắn chặt mình hụt lắc không à. Giờ tới lượt để mình ra đoạn lại nè. Đấy. Bây giờ là mình trở nên mạnh hơn rồi. Mình đã làm quen với cách chiến đấu của quỷ Katana rồi. Hắn không đụng vô mình được một giọt máu luôn. Được á, mình thấy kiểu sức mạnh của quỷ Katana cũng khá là hữu dụng trong những cái trận chiến tầm gần giống như vậy. Trở về nhà lần này thì hơi bị bội thu luôn. Mình sẽ nung toàn bộ số quặng đèn mà mình có để chuẩn bị nâng cấp áo giáp của mình lên một cái. Mình đã quá quen với cái bộ đồ bằng Netherite này rồi. Bữa nay sẽ đổi mới một xíu nha. Gần full set đồ Tesla luôn. Ai, chắc sẽ tuyệt vời lắm đây. Ở nhà thì mình còn dư được 2 foil. Hơi ít á, nhưng mà kết hợp với toàn bộ số này nữa thì cũng hơi bị nhiều rồi. Thoải mái cho mình chế tạo luôn ấy. Giờ thì đợi thêm đồng nó nấu ra nữa là ok la luôn nè. Vàng thì có sẵn rồi ha. Ghép vàng với cả đồng lại với nhau. Rồi từ cái foil mới này kết hợp với quặng đèn là mình sẽ có được 20 cái foil Tesla rồi. Trước mắt là mình sẽ làm cái áo trước. Vì cái áo là bộ phận cho mình nhiều giáp nhất luôn. 11 giáp á nha. Hơi bị khủng. Rồi tới cái quần. Cái quần thì cho mình 8 giáp thôi. Nó mạnh ngang một cái áo. Và cuối cùng là cái ủng thì mình sẽ làm cái ủng mới luôn không ta? Mình nghĩ là mình nên sửa lại thì nó sẽ tiết kiệm hơn á. À không, chế tạo cái mới tiết kiệm hơn nha. Vậy, chế tạo cái mới là ngon nhất. Mình còn có thể cường hóa thêm được nữa cơ mà. Sơ bộ thì mình đã xong công đoạn chế tạo rồi. Giờ là tới công đoạn mặc vô nè. Để xem bộ giáp mới của mình mặc vô sẽ trông như thế nào đây. Chưa. Quay. Nhìn chất thiệt luôn. Tiếp theo là tới công đoạn cường hóa cái set giáp này lên. Giờ mà có full dòng bảo vệ nữa thì tuyệt cú mèo cho cái set giáp mới này luôn á. Thử nào. Bảo vệ cấp độ 3, chậm hỏng 3 luôn. Giờ thì tới cái áo bảo vệ 4, vẫn là chậm hỏng 3. Tương tự thì cái quần cũng sẽ có được bảo vệ cấp độ 4 luôn. Hay da. Trời, bây giờ thì gần như cái set đồ này là cái set giáp mạnh nhất trong đây rồi đó. Đã thật sự. Nói chung thì bữa nay là một ngày rất là tuyệt vời của mình rồi. Vì mình vừa thử làm Katana Man nè, sở hữu một sức mạnh có thể nói là giáp lá cà cực khỏe luôn. Ngoài ra thì mình còn chạm trán với quỷ cưa trong một cái mê cung ở cái vùng đồng bằng. Mình thấy quỷ cưa cũng mạnh đó nha, nhưng mà may quá. Mình ăn táo vàng nhiều các thứ và sử dụng sức mạnh của Katana Man thì mình đã vượt qua quỷ cưa một cách chóng vánh rồi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ kiểu như sớm gặp lại quỷ cưa. Và quan trọng nhất là sẽ sớm đánh bại cái tên quỷ súng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.